có cổ phiếu quan tâm nhưng chưa biết chiến lược đầu tư tối ưu với cổ phiếu đó. Sau đây là 3 bước để thiết kế một chiến lược giải ngân phù hợp khi đầu tư chứng khoán. Bước 1. Bạn vào app Finashark và phần dòng tiền. Bạn có thể nhập tên cổ phiếu mình quan tâm. Hệ thống sẽ tự động khuyến nghị chi tiết hành động theo từng chiến lược đầu tư. Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm cổ phiếu. Tại mục Điều kiện thị trường, bạn sử dụng la bàn tài sản cùng bản đồ dòng vốn. La bàn thể hiện nhóm tài sản nào hiện đang mạnh, trong khi bản đồ dòng vốn giúp bạn biết tiền đang tập trung vào nhóm ngành nào. Bước 2. Bạn chọn ô Việt Nam để tìm triển vọng các nhóm ngành. Tại đây, nửa tam giác trái từ dưới lên thể hiện kỳ vọng tăng giá, trong khi đó, nửa tam giác phải từ trên xuống thể hiện quá trình giảm giá. Bước 3. Tùy kỳ vọng vào vị trí và đường đi của từng nhóm ngành, bạn có thể đưa ra chiến lược giải ngân phù hợp. Chúng ta nên tập trung giải ngân vào nhóm ngành đang nằm trong vùng hồi phục và tăng trưởng, giảm hoặc chốt lời khi nhóm ngành đi ngang tại vùng dẫn dắt. Đến đây, bạn có thể chọn nhóm ngành yêu thích và có ngay mã chứng khoán mình cần tìm.